Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món mới, thịt heo chiên giòn. Nó cái da nó giòn rụm giống như là da heo quay vậy đó các bạn. Thì cái món này nó tương tự với lại heo quay, nhưng mà thay vì người ta nướng bằng lò thì mình sẽ chiên bằng chảo. Lúc mình còn nhỏ các bạn, có những tiệm bán bánh mì thịt heo chiên giòn, nhưng mà cũng có nhiều tiệm giống như tiệm lớn thì người ta bán heo quay, còn những tiệm nhỏ thì có chỗ người ta bán thịt heo chiên giòn, ăn cũng rất là thơm ngon. Thì cái công thức này mình làm rất là đơn giản. Heo này mình mua hôm nay là mình mua ít, mình mua khoảng 700g thôi các bạn. Một củ hành trắng, mình có khoảng 5 lát gừng, khoảng 7g, và 4 cánh hoa hồi. 4 cánh hoa hồi này khoảng 4g. Đó, công thức rất là đơn giản. Thịt thì mình đã rửa bằng muối và rượu rồi cho nên rất là sạch. Bây giờ mình sẽ đem đi luộc nha. Mình bắt một nồi nước sôi lên và mình cho vào đây củ hành. Cái cánh hoa hồi này nè, bạn có thể bỏ vào lò vi sóng 15 giây hay là bạn có thể rang lên cái nào cho tiện gọn cho bạn nha. Và mình cho vào đây cho thơm. Cho gừng vào đây. Ở đây một muỗng canh bột súp gà, một muỗng tablespoon này thì tương đương với lại khoảng 13g á các bạn. Mình cho vào đây một muỗng tablespoon là một muỗng canh á, muối này thì khoảng 20g nha các bạn. Ngang ngang thôi, đó. Và mình cho vào đây một muỗng canh rượu mai quế lộ. Rượu mai quế lộ mình có chia sẻ cách làm á các bạn. Có bạn nào làm chưa ạ? Làm cái này mà có rượu mai quế lộ thì cái thịt heo mình làm ra nó rất là thơm. Rồi bây giờ mình cho thịt vào đây. Cho vào đây mình luộc 40 phút nha. Đó. Rồi bây giờ nó sôi lăn tăn vậy nè, mình cho nắp, mình đậy nắp lại và mình tính đúng 40 phút nha. Bây giờ mình đi pha gọi là trộn cái gia vị để lát mình ướp cho cái thịt mình nó thơm và ngon. Trong đây mình có 2 muỗng canh hành tím băm. Và mình cho vào đây nửa muỗng cà phê ngũ vị hương. Và mình cho vào đây một muỗng cà phê bột nấm hay bột súp gà nha. Cho thêm tí nữa là một muỗng rưỡi nha. Đó. Cái gia vị như vậy nè. Nó đơn giản lắm các bạn ơi. Bởi vì lúc mà mình luộc á, mình đã cho gia vị vào rồi. Cho nên nó thấm ở ngoài nhưng mà nó chưa có thấm vào phía trong á. Cho nên là mình sẽ ướp ở phía trong nha. Bây giờ sau 40 phút mình luộc rồi đó, mình lấy cái nắp ra. Và mình thử xem cái thịt nó đã mềm chín chưa. Nó còn tươm ra cái màu hồng nè. Để mình chọn lại cho các bạn xem. Bên đây. Nếu mà nó còn tươm ra màu hồng thì mình nên luộc tiếp nha các bạn. Bởi vì một lát mình chiên rất là nhanh. Cho nên là có thể là nó sẽ không có chín ở trong á. Đây nè. Thì bây giờ khi mà mình chọt vào như vậy mà cái máu hồng nó tươm ra các bạn, thì mình nên luộc thêm nha. Đó, mình đậy nắp lại. Và mình sẽ để đây mình luộc thêm 10 phút nữa nha. Sau khi mình luộc thêm 10 phút nữa các bạn, thì tổng cộng ở đây là mình luộc là 50 phút. Bởi vì cái miếng thịt của mình nó dày nè. Mình cho các bạn xem nha. Cái độ dày của nó nè. Đó. Còn nếu mà miếng thịt của bạn mà nó mỏng hơn thì có thể luộc ngắn hơn là 40-45 phút. Bây giờ mình vớt nó ra. Mà thịt kỳ này mình mua thì nó cũng ngon. Nó không có giống như mấy bữa các bạn thấy mình luộc mỗi lần luộc thịt đâu. Nó bị lợn cợn đây nè. Hôm nay mua cái thịt này nó ngon, nó tươi. Mình vớt nó ra. Và bây giờ mình đi ướp nha. Khi mà nó còn bốc khói thì mình ướp vẫn ngon nha các bạn, không có sao hết á. Thì bây giờ cái miếng thịt của mình khứa nó ra. Khứa nhẹ thôi, đừng có khứa sâu quá. Đó. Và mình sẽ ướp cái gia vị mình mới chia sẻ các bạn á. Cái này nó ra nước nè, cái củ hành nó ra nước á các bạn. Mình cho nó vào đây ở giữa. Ướp
như cái thịt nó sẽ rất là thơm nha. Đó, và tới những cái tiếp. Sau khi mình chà đều á, mình lật nó lên. Mình úp nó lên như vậy. Mình phải lấy cái khăn giấy á, mình lau cho nó khô cái da. Kế đến á, mình lấy cái nỉ á các bạn. Mình nè, mình làm như vậy nè. Mình đâm cái da như vậy để một lát khi mình chiên á, nó sẽ phồng lên rất là ngon. Nếu mà bạn chăm kỹ cái da á, thì một lát cái da nó sẽ phồng lên đẹp lắm. Khi mình chăm rồi đó, nó ra dầu, ra mỡ nè, phải lau cho nó kỹ. Muốn cái da nó giòn ngon á các bạn, là mình phải lau như vậy nè, cho cái da nó ráo á, thì nó mới giòn lên. Mà cái nước mà mình bỏ gia vị vô giống nãy á các bạn, ôi nó thơm lắm các bạn ơi, cái thịt á thơm lắm. Trong đây mình có một muỗng canh giấm nè và một muỗng cà phê muối, mình trộn nó vô với nhau và mình quét lên cái da. Đó, như vậy là các bạn để như vậy ha, bạn để cho nó ráo ở trong tủ lạnh nha các bạn, và không có đậy cái gì hết, để như vậy nè, ít nhất 4 tiếng để cho cái gia vị nó thấm. Như bạn không gấp á, bạn làm xong bạn bỏ vào tủ lạnh, nó cách đêm mới qua ngày hôm sau á, mình lấy ra mình chiên thì nó sẽ giòn hơn, cái da này nè nó sẽ ráo hơn và mình làm nó sẽ ngon hơn, gia vị thấm nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ cho vào trong tủ lạnh. Sau khi mình bỏ vào tủ lạnh 4 tiếng á các bạn, mình lấy cái, nè, nó ra dầu nữa, mỡ nữa nè. Mình lấy cái khăn giấy mình chậm cho nó ráo. Trong khi chờ đợi dầu nó sôi lên á, mình sẽ thoa lên đây một lớp giấm và muối. Dầu bắt đầu nóng rồi đó, cho nên là trước khi mình chiên mình chậm nó thêm lần nữa nha, cho nó ráo cái da. Và bây giờ mình bỏ vào mình chiên nha. Mình thử dầu là mình biết nó nóng hay không nè các bạn. Mình bỏ chiếc đũa vô và mình thấy nó sôi như vậy nè. Mình đừng chiên cái này, mình đừng có để cho cái dầu quá sôi. Mình chiên lửa vừa thôi. Tức là mình, thí dụ mình có 9 số thì mình chiên lửa khoảng số 2, số 3 thôi. Nhỏ nhỏ thôi. Để lửa cao quá thì nó sẽ bị cháy. Để cho cái da nó không có bị dính xuống á, mình có thể cho vào đây mấy chiếc đũa nè. Để mình để cái thịt lên nó không có bị dính ở dưới á các bạn. Sau khi mình chiên khoảng 5 phút cái da nó cũng nó giòn giòn rồi đó, mình lấy cái đũa ra. Và mình bỏ cái mặt da xuống mình chiên ở phía dưới tiếp tục, tại vì nó chưa có giòn nổ hết đâu nha. Đó, còn mấy cái lợn cợn này là mấy cái hành đó các bạn. Mình nhớ vớt nó ra. Vớt ra bỏ. Mỗi lần làm này mình chiên số nhiều á để mình có mình ăn. Mà tại vì nhà mình thèm bất chợt á các bạn, thế là còn nhiêu đây nè. Mình lấy dầu mình xối nó lên như vậy nè. Các bạn lưu ý nha, khi mà các bạn bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh mà không có đủ giờ á, thì cái da nó chưa có ráo hẳn. Và lúc mà bạn lau cái da nó không có khô á, bạn bỏ vào đây nó sẽ bị nổ và rất là nguy hiểm. Cho nên là các bạn nhớ lau cái da cho thiệt khô dùm cho mình. Ôi các bạn nhìn thấy cái da nè, cái màu đẹp dễ sợ. Đó, cho nên là không cần nướng heo quay mà mình ra mình vẫn có món heo quay chiên giòn ăn cũng ngon các bạn. Thì cái món này mình có thể ăn với lại bún mắm cũng rất là ngon luôn á. Và mình khi mình thấy nó giòn như cái da nó nè, bạn rờ vào nè, nó giòn như vậy nè, thì mình lật nó qua, mình chiên qua phía bên kia. Ồ cái màu đẹp quá. Thì sau khi mình lật nó qua mình chiên thêm 5 phút là nó cái màu nó như vậy nè, là nó chín rồi nha các bạn.
Nếu mà bạn thích bên hông của nó giòn thì bạn ụp nó qua, mình chiên phía bên hông. Wow, mình cho các bạn xem gần nè. Cái màu đẹp dễ sợ không? Bây giờ mình xong rồi đó, mình lấy nó ra nha. Tắt lửa. Nhìn hấp dẫn các bạn. Bây giờ mình để nó nguội chút rồi mình mới chặt nha. Nó thơm phức mùi ngũ vị hương luôn các bạn ơi. Các bạn nghe không? Nghe cái tiếng giòn không nó không nè. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Thịt heo chiên giòn. Các bạn nhìn thấy cái da, cái màu đẹp dễ sợ chưa nè. Để mình chặt nhỏ nhỏ ra cho dễ ăn nha. Các bạn nghe cái tiếng giòn của nó không? Wow. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Sẵn mình đeo bao tay rồi mình lấy mình ăn bằng bao tay luôn. Mình cho các bạn xem nè, ở phía trong của nó nè. Thịt rất là mượt, không hề bị khô ha. Và cái da của nó nè. Nhìn rất là giòn luôn á. Mời các bạn nha. Các bạn nghe cái độ giòn của cái da không? Mà cái thịt đó các bạn, nó thấm gia vị rất là ngon luôn á. Mình có chia sẻ cái công thức làm nước chấm của heo quay á. Các bạn ăn chung với này cũng ngon. Nhưng mà thường thường á, người ta sẽ làm cái này, người ta cắt nhỏ hơn mình. Cắt nhỏ nhỏ rất là mỏng luôn. Và người ta sẽ bỏ nhét vào trong cái thịt đó, cái bánh mì đó các bạn. Gọi là bánh mì heo quay á, hay là bánh mì thịt chiên giòn á. Và chan cái nước sốt heo quay đó lên. Mình sẽ để cái link là cách làm cái nước sốt heo quay để cho các bạn ăn thử nha. Bạn nào mà chưa làm thử á, ăn thử xem, nó rất là ngon luôn á. Ăn thêm một miếng nữa nè. Ngon quá. Mình cắn trúng cái miếng mỡ á các bạn. Nó mềm mà nó béo. Nó tan vô trong cái cuốn họng của mình á. Nó giống như là nó mềm, nó tan chảy, ngon dễ sợ luôn á. Cái vị nó rất là vừa ăn nha các bạn. Nó không hề lạc và cũng không hề mặn. Rất là vừa ăn luôn. Và nó thơm cái mùi rượu mai quấy lộ nè. Nó thấm vô cái da và cái thịt, nó rất là thơm luôn các bạn ơi. Và lúc mình ướp với lại hành hương á, làm cho cái thịt thấm thơm lắm. Nếu các bạn không có thời gian làm heo quay thì mình có thể làm món này. Mình làm món này để mà ăn với lại bánh mì, hay là mình ăn với lại bún mắm á các bạn, là tuyệt vời luôn á. Có bạn nào ăn bún mắm heo quay á, là làm cách này nè, ăn cũng rất là ngon. Nhà hàng thường thường người ta sẽ không có quay các bạn, là bán bún mắm á, thì người ta thường thường làm cái cách này nè, bỏ vô trong cái lò dầu chiên lớn á, và người ta chiên. Vậy nó sẽ là nhanh gọn hơn. Mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nè. Nếu các bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và nếu như bạn thích mình quay video gì kế tiếp á, xin để comment ở phía dưới luôn nha. Mình sẽ cố gắng quay nhanh nhất. Mình chúc các bạn làm thành công. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui, vẻ an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.